Xin chào toàn thể anh em cùng đến với kênh Ethereum. Thì sau một thời gian làm ghép cái bộ sam này, ba bộ sam, thì hôm nay mình giới thiệu với mọi người một bộ sam rất là ngon cho PA1000, cóc PA1000 nhé. PA7 thì cũng xài được nhưng mà nó không đủ bộ nhớ nên là mình sẽ bỏ qua. Có rất nhiều anh em hỏi là có PA7 không để mua, nhưng mà thực sự cáo lỗi với anh em là mình không ghép được. Đấy, tại vì bộ nhớ nó không đủ. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái bộ set gọi là tổng hợp để các bạn đi show. Thì bộ này nói thẳng với các bạn là cũng rất nhiều tranh cãi từ nọ giờ mình đưa lên rồi. Thì bộ này có sam của Chí Tâm V4. Đấy, cái này là mình mua, trực tiếp là mình mua luôn. Mình mua gần 2 triệu các bạn ạ. Đó là chỗ quen, thân quen đấy. Là còn đâu sẽ có ghép thêm với cả bộ của OV là toàn DG thôi, đến 12, 13 cái DG, 14 cái DG này, 12, 13, 14, 15 cái. Nói chung là khoảng độ gần 20 cái. Và còn update nữa, OV thì cam kết và update lâu dài, tại vì cứ vài tháng là bạn ấy sẽ làm được vài cái điệu DG mới thì bạn lại chuyển ra qua cho mình nha. Rồi, còn tiếp theo đó là của Quang Tấn. Đấy, Quang Tấn cũng có ở đây luôn. Đấy, Quang Tấn thì DG các thứ này kia thì rất là nhiều. Thì mình giới thiệu sơ qua về cái DG V2, V4 thì các bạn biết hết rồi, đúng không? Các bạn không còn lạ gì nữa đâu. Đây là sam của Offi này các bạn này. Vi thì rất là hợp với những cái bài nhạc trẻ bây giờ. Đấy, rất là nghe, rất phê. Và ngoài ra thì mình còn ghép thêm một vài cái điệu DG rất hay của cái bộ B3.2 và 3.3. Ví dụ như để cho em khóc này. Đó, cái này thì các bạn còn quá quen rồi. Đó, và còn rất nhiều điệu nữa, ví dụ như bên này là có trang thứ ba thì có đép này, đép này. Đây, đây cái này, cái đép house này là của OV làm và cái drop rất là hay các bạn nghe này. Đó thì về một cái video sẽ hơi dài một xíu thì mọi người cố gắng xem nhá. Đây này. Là điệu của có bài Tình Đơn Phương đẹp hầu rất hay. Đó, và đây có một số bộ điệu của 3.1, 3.2 này. Đó, các bạn thấy không, là full hết. Đó, ngoài ra thì có thêm một vài điệu của cái bạn Điền. Thì bạn Điền cũng gửi cho mình nhưng mà thực sự ra là nó hơi nhỏ nên mà mình cũng ít khi dùng, nhưng mà bạn làm thì rất là sạch. Đó,
được chưa nào? Đấy thì có rất là nhiều nữa, và bây giờ mình thử xem cái điệu của Quang Tấn. Quang Tấn thì mình cũng nói luôn với các bạn là mình cái đây điệu này thì mình không mua, cái Sam của Quang Tấn thì mình không mua, và sau khi làm xong và bán thì mình có gửi một tí gọi là cà phê cho bạn ấy, tại vì mình biết cái bộ này trên mạng cũng rất là miễn phí rất nhiều, nhưng mà bạn ấy cũng nói là bạn rất là cảm ơn và cho mình sử dụng, thì mình được quyền bán và mình trích lại một ít phần trăm cho bạn ấy. Đấy thì các bạn nghe thử thì mấy cái điệu này cũng quen thuộc lắm rồi, Vĩnh Thiên Kim. Của Quang Tấn thì rất sạch, mặc dù là nó kiểu nó không được hot hot kiểu mới cho lắm, nhưng mà rất sạch sẽ và rất dễ hát các bạn, rất dễ hát. Đó, cái bài này là Chattany gì đó. Rồi đấy thì của Quang Tấn cũng có 12-13 cái đó. Thì mình cứ ghi ở đây là 20 tại vì mình xếp theo thứ tự mà. Đây các bạn thấy và ngoài ra còn có Hecho của anh VKB ngày xưa. Nếu anh em nào chơi Yamaha thì sẽ biết dữ liệu của anh VKB. Rất giống với cả điệu Hecho gốc. Đó, ngoài ra thì có V3.3 này các bạn thấy không? Ê, tôi thích bài này. Ngó lên trời, trời cao, 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 cao. Đó, ngoài ra còn rất nhiều điệu nữa thì của Phi sau này cập nhật thì mình sẽ để bên này. Nói thật các bạn là rất nhiều. Đấy là một phần của DJ thôi. Bây giờ sang đến cái phần cha 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 thì các bạn thấy là nguyên cái bộ của Chí Tâm và Chí Tâm V4 và cha 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 của Quang Tấn đều có trong này. Đây. Đó thì video nó sẽ hơi dài một xíu thì cũng mong mọi người xem qua. Rồi bây giờ thì sẽ đến với cái điệu cha cha thì mình cũng sơ sơ qua cho các bạn là cũng 8 điệu. Nó nhiều lắm, nó nhiều lắm luôn á, 8-9 điệu và đến 10+ điệu. Rồi bây giờ để cho cha cha này các bạn có thể tìm, tại vì mình không để được hết Quang Tấn. Ngoài ra còn các cái điệu cha cha ASEAN rất là nổi tiếng nha. Đó. Đấy thì sơ sơ qua là như thế. Đây là Rumba thì cũng có nguồn cái bộ V4 của Chí Tâm vào. Rumba thì mình dùng rất nhiều, cả bộ của Quang Tấn rồi bộ HF nữa. Thì cũng mỗi một ấy một tí thêm một tí. Đây là Rumba Tùng Châu, các bạn nghe nhiều rồi đúng không? Qua một tí. Rồi chút xíu mình sẽ giới thiệu bộ tiếng sau. Thì ở đây có rất nhiều cái gõ bò này các bạn này. Đó. Đó, rồi ngoài ra còn có rất nhiều rumba và mình thấy cái rumba không sam của HF rất là hay. HF rất hay, đây này, HF này. Đó, HF 1, HF 2 này. Mình đều lưu cho này. Lâu lâu một tí có cả của Giang Cóp nữa. Đó, có một vài điệu thôi. Thì mình cũng ghép mỗi nơi cái gì nó hay hay thì mình sẽ ghép một tí. Rồi, thì cơ bản là những cái điệu cơ bản đều đầy đủ hết, không thiếu gì. Silo Rock này, Pop này, rồi Halabala, rồi tùm lum hết ở đây cho này. Rap này. Đó, tại vì cái video ngắn thì nếu mà mình để lâu thì nó rất là dài. Nếu mà mình sẽ nói sơ sơ qua mà các bạn nhìn qua màn hình các bạn biết là như thế này.
Đó. Thì rất là nhiều như vậy. Đó, các bạn có thể nhìn qua màn hình. Rồi điệu Watt, Van. Rồi ok. Blue, Sun. Nói chung là đầy đủ quan họ này. Đó, Chí Tâm làm rất là chu chỉnh chu, rất là nhiều điệu. Và có kết hợp cả với Quang Tấn và HF nữa thì tạo ra một cái gọi là cái tài nguyên rất là nhiều thứ cho các bạn xài ballad. Ngoài ra thì mình để nguyên cái điệu gốc nhá, mình không xóa tí gì, mình chỉ thêm vào thôi. Đấy, điệu gốc đây vẫn còn nguyên này, các bạn nhìn thấy. Mình không xóa tí gì, mình chỉ thêm vào thôi. Đấy, ví dụ như bài Bạc Phận. Đó, modern tucking của Quang Tấn. Đó. Ok chứ. Đó, thì rất là nhiều như thế. Và mình mất khoảng độ thời gian gần một tháng. Vừa làm, vừa chơi, vừa lười, vừa tùm lum hết. Nói chung là nhiều lắm. Thì mình ra được một cái điệu như thế này. Một cái bộ sam dữ liệu như thế này. Và có những cái bộ gọi là mình sẽ sửa lại hết rồi. Sửa lại kể cả những cái intro nó bị sai gì đó là mình sửa lại hết, cũng rất là lâu, mất thời gian, nhưng mà rồi nó được kết quả rất là ok. Thì các bạn có thể nghe một số cái intro như thế này. Ví dụ như ở bên này trang thứ 1, ở bên director là cái bên đọc trực tiếp. Nếu mà khi các bạn mua thì mình sẽ giao file cả file trực tiếp cho các bạn luôn. Đây, nhạc miền Trung, dân ca miền Trung rất là nhiều. Là nhạc Tây Bắc cho mấy anh em ngoài Bắc nghe. Đó, nghe vậy là các bạn đủ hiểu rồi đúng không? Rồi, nhạc quan họ rất là nhiều, tại vì mình người Bắc, mình sống ở trong Nam thôi nhưng mình người Bắc nên ra mình nói chung là được giao thoa rất là nhiều cái thể loại nhạc, nên ra mình biết thì mình cũng làm rất nhiều để sang đây mình có thể đi phục vụ tất cả các vùng miền được, đều được ok hết. Đây là ở miền Tây này. Đấy, điệu miền Tây này. Đấy, để tránh bản quyền thì mình bật sơ sơ cho các bạn nghe vậy thôi. Rồi, nối lại tình xưa. Giống đĩa ha. Đó, như vậy là đủ hiểu rồi đúng không ạ? Rồi, còn rất là nhiều nữa mình làm kín luôn mà. Là các bạn cứ yên tâm. Đó, rất là nhiều vậy. Thì ở đây có những cái điệu nó, mình chỉ sửa những cái điệu nào mà nó có cái những cái bài hát mà nó có những cái tiếng kiểu dân ca đó thì mình sửa. Đây các bạn nhìn thấy đây, đây là bên phần đọc trực tiếp nha. Đã kín, gần như là kín hết. Đấy. Để cho đầy đủ dữ liệu cho anh em đi làm show. Mua cái bộ này về thì chỉ việc chơi thôi, đi làm và làm quen một thời gian. Nói thẳng là để được theo ý của mình thì như thế này là ok rồi. Còn để được theo ý của các bạn thì các bạn phải xem là các bạn có hợp hay không. Đó. Chứ còn thực sự ra thì để theo ý của các bạn thì mỗi người một kiểu cũng khó lắm. Đấy, nhưng mà mình đây cũng cố gắng, mình tối đa mình nhét được tất cả các cái gọi là những cái gì cơ bản nhất vào trong đây. Đấy, các bạn thấy không? Vẫn còn trống một vài thôi chứ không có ấy. Đây là bên user. Thì mình thấy cái điệu của HF rất là hay nên là mình lấy HF vào. HF thì không có sam nhưng mà nghe rất là kiểu hay ấy. Nghe rất là sạch sẽ. Ông này như làm cho nhạc Việt thì phải. Rồi, đấy thì sơ sơ là như thế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bộ tiếng thì đầy đủ các cái nhạc. Cái cụ như tranh này thì mình lấy tranh của Chí Tâm, thấy vẫn chưa được lắm thì mình lấy tranh của Tuấn Định. Nhưng mình có tranh của Chí Tâm ở đây bên này nhá. Đây. Đấy, tranh Việt Nam rồi bầu. Đếch biết đánh bầu. Đó, sáo thì của V4, cò V4 luôn. Kết hợp tùm lum và có cả tiếng sáo mèo rất hay nè. Đó. Đây là kim hải ngoại, tam thập lục.
tân thục lục này không phải của V4 đâu mà mình lấy của bên ngoài vào, của cái bộ của thằng bạn mình đấy. Thì thôi thì video nó hơi dài tí thì cố gắng các bạn xem, các bạn có thể thua quãng được, các bạn thích đoạn nào bạn xem, các bạn xem đoạn đấy. Trang nick P30. Cò rồi cò ta, cò Trung Quốc. Sáu này sáu không luyến, còn đây là sáu luyến. Đó, sáu trúc. Rồi, vô vàn, đúng không ạ? À, tiếng liết. Đấy, ngon lành. Đó, được chưa nào? Rồi, đây là tiếng xến đi. Đó, thì đây là cái bộ mà mình giữ nguyên cái bộ của Chí Tâm, mà đâm ra cái tiếng của Chí Tâm V4 rất là nhiều. Đấy. Thì không nói thẳng với các bạn là bộ này mình mua và mình có xin phép Chí Tâm để chia sẻ lại cho anh em. Ba bộ ghép vào cái này chỗ này lận, chứ mình không có ăn cắp chất xám của ai cả. Khi mà cái bộ này được chia sẻ miễn phí thì nói thật với các bạn là Chí Tâm cũng rất là buồn. Đấy chứ, nhưng mà thực sự ra là cũng để một thời gian rất là dài. Khi mình mua thì mình để cho bạn ấy khoảng độ 3-4 tháng gì đó để bạn ấy bán, nên là mình cũng không có cái gì mà phải hối lỗi hay gì cả ở đây cả. Tại vì thực sự ra là cái công của người ta đã đủ rồi, thì mình cũng xin phép mạn phép là mình ghép vào, mình chia sẻ cho anh em, và bán cái giá chỉ có 800.000 thôi cho một bộ của PA1000, chứ có các cái đàn khác không dùng được. Đó, và 800.000 đó không phải mình ăn được hết, mà mình lại chia lại một phần nào đó. Mình chỉ lấy lại được 300.000 là cùng thôi, còn đâu mình phải chia lại cho các cái bạn kia. Đâm ra là hôm nay mình làm cái video này thì cũng nói rõ với các bạn đây, không phải rất nhiều bạn nhảy vào chửi mình là ăn cắp chất xám mấy thế này thế kia. Nói thật các bạn, mình rất kỵ cái vấn đề đó. Mình đã bảo rồi, nó muốn đồ ngon thì bỏ tiền ra mua. Và ngoài ra thì còn có những cái tiếng như vậy cũng được căn chỉnh lại. Đó. Đó. Rất là hay đúng không ạ? Tiếng guitar lead này. Cái này không phải sam đâu, chỉ là tiếng của đàn thôi. Thì bạn nào thấy phù hợp thì xài thôi. Còn mình thì mình thấy thế này là quá đủ rồi. Sau này thì chỉ có cập nhật cái DJ thôi các bạn ạ. Các bạn mua thì sau này mình sẽ cập nhật DJ cho các bạn. Tiếng của Chí Tâm hết, DJ của Chí Tâm hết. Đó, được chưa nào các bạn? Đây mình có làm thêm mấy cái tiếng này đấy. Thì sơ sơ cái bộ này là như vậy. Bây giờ mình cho xem các bạn xem là còn trống bao nhiêu nhá. Thì trống 70 mê để cho anh em có thể loát những cái khác vào. 70 mê thì chúng ta có thể loát được rất nhiều những cái tiếng khác vào, hoặc là chúng ta không ưa cái DJ thì chúng ta có thể thay DJ. Đấy là các bạn nào biết. Còn thực sự ra là nói đi nói lại rồi, là cái này là mình ghép là thế này mình cảm thấy ưng rồi. Còn nếu mà anh em cảm thấy chưa ưng nữa thì anh em tự mua về tự ráp sau. Đó. Và cái giá mình bán là 800.000, không bớt không kém gì hết. Bạn nào muốn thì có thể liên hệ ở trên cái màn hình, mình để ở góc trái màn hình số điện thoại của mình. Đó, các bạn kết bạn Zalo và các bạn nhắn tin cho mình.
Thôi cảm ơn mọi người rất nhiều, cũng gần 20 phút rồi. Thì nếu mà bạn nào muốn mua cái này thì liên hệ với mình nhá. Mua cái bộ sam này thì liên hệ với mình, tại vì mình thì làm cái này xong từ trong Tết cơ, nhưng mà cũng bận rộn rồi, mình không có thời gian để làm video, thì hôm nay mình làm video luôn cho anh em xem như vậy. Thì nếu mà mọi người cảm thấy ưng thì mọi người mua. Đấy, ngoài ra thì đây mình có nói luôn là bên Factory mình có thêm rất nhiều cái điệu tiếp theo vào. Mình thêm thôi chứ mình không xóa điệu gốc, vẫn còn nguyên điệu gốc nha. Điệu gốc rất hay các bạn ạ. Đó. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại, và nếu mà thấy video này hay để lại một comment, một bình luận ở dưới, hoặc là đăng ký cho mình để mình có thể cố gắng phát triển cái channel của mình nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.